Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video mà chúng ta đến tham quan và giao lưu với nhà vườn sinh vật cảnh làng Linh Triều, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tôi gửi đến hình ảnh của một số những cái tác phẩm tầm nhỏ. Đây là một khu vực trưng bày những cái cây rất là đa dạng, phong phú về chủng loại. Kích thước nhỏ 1-2 người B. Đầu tiên nhất là một cây thông đen xuất xứ từ Nhật Bản. Và nói đến dòng cây bonsai Nhật Bản thì một lối chơi theo cái chuẩn quốc tế rất là đẹp. Vâng, phía trong đó là một cây túc. Chủ nhân là anh Kiều Huy đến từ Sơn Tây. Đây là số điện thoại của anh Kiều Huy. Chúng ta đang quan sát một cây túc, có một cây tử cũng khá là đóng chỗ đẹp và một cái bệ rất là hoàn hảo. Bệ 24 luôn. Vâng, tiếp tục là đến một số những cây xanh. Đây là một cây xanh dáng văn nhân. Một cây xanh quê. Với cái cốt chậu cũng khá là lâu rồi. Cây xanh cũng của Kiều Huy. Vâng, ở đây là cây xanh quê tiếp theo. Cũng của anh Kiều Huy. Vâng, bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây ngâu. Chủ cây là anh Đào Mạnh Khánh đến từ Sơn Tây. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến một cây hoa ngâu tiếp theo. Vâng, ngắm cái đường đi của thân tất cả đã nổi cộn lên những cái u cục. Bệ cây ngầu đẹp quá. Đó là cây ngầu cổ của anh Kiều Huy. Viết số điện thoại nào này. 0915. Viết liền với nhau. 402 256. Rồi. Nếu bác nào có thắc mắc hỏi lại số điện thoại thì Đỗ Sinh sẽ cung cấp. Viết số điện thoại mà viết thế này thì chết. Không biết lúc anh còn trẻ anh viết thư cho người yêu chữ nghĩa là sao.
Chúng ta đến với một cây xanh, cây xanh quê nhỏ. Và đây là một cây si. Vâng, phía trong này cũng một cây ngâu nữa. Vâng, tiếp tục gửi đến anh em chúng ta một tác phẩm Lộc Vừng này. Cây lộc vừng của đảo Mạnh Khánh đến từ Sơn Tây. Và chúng ta đến tiếp với một tác phẩm xanh. Nhìn trên nhà rồi không thấy cái cánh, cánh. Và chúng ta đến với một tác phẩm xanh Nam Điền. Bể đẹp quá. Và chúng ta đến tiếp với một cây xanh bám đá. Những cây xanh Nam Điền mà độ tuổi đã chín, dễ nhún và lên màu đồng rất đặc biệt như thế này. Vâng, với một cái rễ buồng các anh đã tạo ôm lấy một cái cái này nếu tôi không nhầm là một cái điếu bát thì phải, đúng không nhỉ? À đúng rồi, đây trên này có lỗ đỏ đây, một cái điếu bát, một điếu bát mà điếu cổ đấy chứ, điếu này khéo từ thời vua chúa Minh Mạng mới sử dụng đi, để có tiền đấy, nhiều đấy, lâu rồi. Vâng, mà ôm được vào thì ôm thì đơn giản,
bởi vì cái tuổi của cái ấm cái điếu này chắc chắn sẽ gấp bao nhiêu lần cái rễ xanh này, cây xanh này, cho nên là bọc nhanh cho bà. Cây này già. Lúc ra rễ con quấn nó vào, xong buộc nó vào, xong đến lúc nó lì thôi, nó lớn rễ lên nó lì thôi. Treo cái ấm và hay là cái này gọi là cái cần đấy, cái gọi là cái xe điếu đấy. Và anh ấy làm hai cái biểu tượng này cũng được đấy. Cái này của anh nào? Không thấy treo biển, có thể là của chủ nhà thì phải. Cái này của Thanh à? À, của Thanh Sen Chiểu. Rồi, cái này đã đi Phúc Thọ, hôm tôi quay ở triển lãm Phúc Thọ này. Nhớ là cái điếu rồi. Rồi, đẹp đấy. Những cái mầm thở anh ấy tiếp tục nuôi để nó tạo lu. Vâng, có một số những cây xanh điền cũng như là xanh quê đều là những cây có cái tuổi đời khá là cao. Vâng, một tác phẩm xanh đã ôm đá thả nước toàn bộ như thế này. Nhà vườn sinh vật cảnh làng Linh Chiểu, huyện xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Trong những cái buổi trưng bày giao lưu đầu xuân Quý Mão. Vâng, chương trình tôi làm những cuốn video tại trong cái buổi giao lưu này đến đã kết thúc. Trước khi đóng máy, Đỗ Sinh xin chúc các anh trong làng chơi Linh Chiểu nhiều sức khỏe, phát triển một tầm cao mới với nhiều những tác phẩm đẹp hơn nữa. Vâng, vừa nói chuyện đến cái điếu xong có cái tiếng điếu rít rất là kêu. Vâng, đây là một vài phút đoạn cuối của cuốn video cuối cùng trong cái dịp về đây để giao lưu với các anh. Đỗ Sinh xin kết thúc chương trình chia sẻ tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta hẹn gặp lại ở những cái chương trình sau.